cho đến nay, xung quanh cái tên Vanga vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn, và cuốn sách Nhà tiên tri Vanga và vũ trụ huyền bí được viết bởi Anna Marianis sẽ đưa bạn tới với thế giới quan của nhà tiên tri nổi tiếng này. Điều thú vị và đáng chú ý nhất là cách nhìn nhận thế giới của Vanga trùng hợp đến kinh ngạc với quan điểm của các triết gia Ấn Độ và những bậc thầy của truyền thống yoga tâm linh thiêng liêng nhất. Một trong những giáo huấn rất cổ xưa nhưng mới được biết đến gần đây là Agni Yoga, được truyền tới thế giới này qua các bậc thầy của Samhala. Vanga gọi giáo huấn này là kinh thánh lửa và tin rằng đây chính là giáo lý sẽ cứu thế giới. Hiện tượng Vanga không ngừng gây ngạc nhiên cho hàng triệu người trên thế giới, buộc họ phải suy nghĩ về điều bí ẩn quan trọng nhất trong cuộc sống, bí ẩn của tương lai. Nếu có người tiên đoán được tương lai thì có nghĩa là tương lai ấy đã tồn tại ở nơi nào đó dưới số phận của một con người cụ thể, một quốc gia hoặc toàn thế giới. Nếu đúng như vậy, tương lai đó có thể thay đổi được không? Có thể tự học cách đoán trước mọi việc trong tương lai không? Sự tồn tại của những con người đặc biệt như Vanga đã làm nảy sinh trong suy nghĩ của những người bình thường các câu hỏi thế này và nhiều câu hỏi khác nữa. Nhưng Vanga không chỉ nói cho mọi người biết về những sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai, và còn tiết lộ nhiều điều ở hiện tại mà những người bình thường không nhận thấy được do một tấm màn bí ẩn và vô minh. Vanga không đơn thuần chỉ đưa ra thông báo về một điều gì đó, và còn khuyên bảo, hướng dẫn và chia sẻ với mọi người những hiểu biết sâu sắc mà bà đã được tiếp nhận từ một nguồn bí ẩn siêu nhiên. Đó không đơn thuần chỉ là một món quà, đó là sứ mệnh mà các quyền lực tối thượng giao cho con người. Ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới cũng có các nhà tiên tri. Vậy tại sao Vanga lại trở nên nổi tiếng trên hầu khắp thế giới với khả năng dự đoán của mình? Vanga, con người và hiện tượng. Có hai khía cạnh trong Vanga. Một là nhân cách của bà, và hai là khả năng khác thường của bà. Một hiện tượng mà bản chất của nó chưa bao giờ được giải thích bằng khoa học chân chính. Bản thân Vanga là một khái niệm, còn khả năng khác thường của bà ấy là một khái niệm khác. Nhưng chúng được liên kết chặt chẽ với nhau. Món quà màu nhiệm dành riêng cho Vanga là một gánh nặng đối với bà. Ngay chính bà cũng nói rằng nhiều người đã ghen tị với bà, kể cả những người thân, nhưng thật sự họ không hiểu những khó khăn khi phải trở thành người nhận món quà như vậy. Không lâu trước khi mất, Vanga đã nói như một di chúc tinh thần để lại cho người thân của mình: tôi bị bệnh và sẽ sớm ra đi. Đừng ghen tị với tôi về bất cứ điều gì, mà hãy thương tiếc cho cuộc đời của tôi, vì nó là gánh nặng không thể chịu nổi. Khi tiếp xúc với mọi người, Vanga bất đắc dĩ trở thành con tin của món quà đặc biệt đó. Những người tìm đến nhà tiên tri là những người đang gặp vấn đề nghiêm trọng trong cuộc sống, những người bất hạnh và đau khổ, và cả những người muốn nhận được lời khuyên về cách khắc phục các rắc rối đã xảy ra, hoặc chí ít là giảm thiểu đi những điều bất hạnh. Lướt qua tình hình cuộc sống của khách hàng bằng cách nhìn nội tâm, Vanga chụp ảnh những thông tin của khách, đồng thời tiếp nhận gánh nặng của những cảm xúc tiêu cực ở người đang gặp bất hạnh. Sự đau khổ của những người tìm đến với bà để được tư vấn ảnh hưởng rất lớn đến trạng thái tinh thần của bà. Trong những tình huống nguy cấp, kịch tính liên quan đến nỗi đau của con người, Vanga rơi vào trạng thái xuất thần, mất ý thức. Khi hồi tỉnh, bà dậm chân xuống đất, nói một cách hào hứng, rồi sau đó lại hỏi mình đang nói cái gì. Bà thường than thở rằng: tôi có tội lỗi gì mà phải gánh chịu những bất hạnh của người khác? Liệu có thể mang nổi mọi khổ đau của con người không? Cả khi Vanga còn tại thế và sau khi bà mất, đã có những người cho rằng có thể phong thánh cho bà. Vanga thật sự rất hoàng đạo, và cuối đời, bà đã xây dựng đền thờ thánh Becca ở Rubik bằng số tiền mà khách của bà quyên tặng. Nhưng về lời đề nghị phong thánh cho mình, bà nói: tôi không phải là thánh, tôi là một người tử vì đạo. Và rất khó để không đồng ý với tuyên bố này. Thế giới vô hình. Vanga nhiều lần nói rằng có một thế giới tâm linh vô hình tồn tại ngoài thế giới vật chất hữu hình. Nhà tiên tri khẳng định: đã có biết bao nhiêu cuốn sách được viết ra,
nhưng không ai đưa ra được câu trả lời dứt khoát nếu không hiểu rõ và thừa nhận sự tồn tại của một thế giới tâm linh là thiên đường và một thế giới vật chất là trần gian, và đấng tối cao hay gọi sao tùy bạn sáng tạo ra chúng ta. Thế giới này đối với Vanga là có thực như thực tại trần thế bình thường đối với chúng ta, nhưng nhờ vào thế giới tâm linh vô hình mà nhà tiên tri người Bulgari này đã có được những hiểu biết tuyệt vời về tương lai và quá khứ, trong khi những người khác không thể tiếp cận được. Vanga nổi tiếng không chỉ bởi những lời tiên đoán của bà, mà còn bởi khả năng giao tiếp với cả người chết. Có lẽ chính điều này là điểm khác biệt nhất của bà so với các nhà thấu thị và tiên tri nổi tiếng khác. Nhiều người nghĩ rằng nhà tiên tri Bulgari này ngay lập tức biết gần như mọi điều về những người không quen biết, chỉ vì bà có thể đọc được suy nghĩ của họ. Nhưng bản thân Vanga nói rằng bà không đọc suy nghĩ của các vị khách. Theo lời bà, tất cả thông tin về những người đến gặp đều được truyền tải cho bà, một phần từ một giọng nói bí ẩn vang lên trong tâm trí bà, hoặc khi được ai đó viết ra trước mặt bà, và phần khác là từ những người thân đã mất của vị khách đó. Theo lời nhà tiên tri mù, chỉ cần một vị khách đến trước mặt bà, lập tức linh hồn của những người thân cùng bạn bè đã qua đời của người đó sẽ xuất hiện ngay bên cạnh. Khả năng giao tiếp với người chết của nhà tiên tri người Bulgari này có lẽ khiến những người tìm gặp bà để được tư vấn và giúp đỡ ngạc nhiên nhất. Bí mật của trái đất và vũ trụ. Những vấn đề liên quan tới các nền văn minh đã qua làm đau đầu các nhà nghiên cứu không chỉ mới một thế kỷ. Ở thời đại của chúng ta, đa số các nhà khoa học có tư duy khách quan đều biết rõ rằng trên trái đất và trước chúng ta đã tồn tại một quốc gia và lục địa có nền văn minh cao. Nhưng điều gì đã xảy ra với chúng? Nguyên nhân nào gây ra sự diệt vong của chúng? Chúng từng nằm ở đâu? Và vấn đề mà khoa học thực tế hầu như không biết được. Trong thời kỳ quan điểm thế giới vật chất hiệp hội thống trị, rất ít người dám công khai bày tỏ ý kiến về sự tồn tại của nền văn minh cổ đại như Atlantis. Còn đa số các nhà khoa học tiếp cận những ý kiến như vậy một cách hoài nghi, nếu không nói là nhạo báng. Trong khi đó, Vanga tuyên bố, trên trái đất đã tồn tại những nền văn minh sớm hơn chúng ta, còn trong vũ trụ, song song với chúng ta cũng tồn tại một trí tuệ hoàn hảo hơn. Nền văn minh của con người có mức độ phát triển tương ứng với giai đoạn sơ khai. Nhà tiên tri Bulgari đã nói tới việc trên trái đất có hiện diện trí tuệ ngoài hành tinh dưới dạng vật chất vi tế vô hình với con người. Ngành khoa học nghiên cứu vật thể bay không xác định UFO hiện đại cũng đưa ra các dữ liệu tương tự. Thông tin này một lần nữa, dù bằng cách này hay cách khác, lại đặt ra vấn đề về sự tồn tại của thế giới tâm linh và các dạng vật chất khác. Sự sống sẽ được tìm thấy trong vũ trụ, nhà tiên tri mù nói, và sau đó nó sẽ trở nên rõ ràng như cuộc sống đã hiện hữu trên trái đất. Vanga cho rằng trong khoảng 200 năm nữa, nhân loại sẽ thiết lập liên lạc với những người anh em từ vũ trụ. Thượng đế và các hóa thân. Nếu cho rằng Thượng đế là một nhân vật siêu nhiên thần bí, có trí tuệ và ý chí, tự mình tạo ra thế giới này và định đoạt số phận của nó, thì đương nhiên cũng chính Thượng đế là người có lỗi khi làm cho thế giới này trở nên bất công. Nhưng thực chất, vấn đề nằm ở chỗ, Thượng đế không phải là một nhân vật giống con người. Thượng đế không phải là một thực thể, mà là một yếu tố vũ trụ siêu nhiên không có hình dạng, là khởi nguồn tinh thần tối thượng, hiện diện trong vạn vật, từ tinh thể cho đến con người. Thế giới này không phải do Thượng đế mà do chính thiên nhiên tạo ra. Thượng đế tạo hóa đơn thuần chỉ là sự hòa nhập với thiên nhiên, trở thành nền tảng tinh thần của mọi hình thức sống trong vũ trụ, là yếu tố duy nhất không thể hủy diệt của vạn vật. Thực thể có tổ chức càng cao thì tạo hóa càng thể hiện rõ trong đó. Trên thực tế, nó được gọi là linh hồn. Như vậy, Thượng đế có ở trong chính bản thân con người, được giấu kín trong sâu thẳm tâm hồn con người. Tâm hồn của con người được ban cho năng lượng sáng tạo mạnh mẽ nhất là ý chí tự do. Chính ý chí là thứ đã định hình nên lối sống, nghiệp và số phận của con người, chứ không phải tạo hóa nào cả.
Vanga hiểu tầm quan trọng của ý chí tự do trong cuộc sống của con người và nói, Thượng Đế đã ban cho con người một vũ khí mạnh mẽ, ý chí mà không sức mạnh nào có thể phá vỡ, để con người tự mình quyết định sẽ phụng sự ai. Phụng sự ai là một nguyên tắc quan trọng, nó là sự lựa chọn mà ở đó con người tự quyết định xem cần ưu tiên yếu tố nào ở thế giới này và cho chính mình, thiện hay ác. Linh hồn và sự tái sinh. Vanga khẳng định, những linh hồn sống ở thế giới bên kia thường ở độ tuổi 30, độ tuổi của Chúa Giê-xu. Họ có thị giác, thính giác, vị giác. Một số linh hồn sẽ giúp đỡ người sống, và những linh hồn tốt nhất sẽ trở lại trái đất. Vậy linh hồn có chết không? Với câu hỏi này, Vanga đã nói rằng, linh hồn không chết, chỉ có linh hồn của những kẻ xấu xa thì trở nên hung dữ và không được gọi lên thiên đường. Họ không tái sinh. Nhà tiên tri cho rằng, trong trường hợp bị suy đồi đạo đức đặc biệt mạnh, linh hồn con người sẽ ngừng tái sinh trên trái đất và ở lại cõi trung giới, trong các tầng thấp hơn. Nhà tiên tri cho rằng, trong trường hợp bị suy đồi đạo đức đặc biệt mạnh, linh hồn con người sẽ ngừng tái sinh trên trái đất và ở lại cõi trung giới, trong các tầng thấp hơn mà các tôn giáo gọi là địa ngục. Nhưng Ani Yoga và các giáo lý bí truyền khác lại cho rằng, dù rất hiếm nhưng vẫn có trường hợp linh hồn có thể chết, đơn giản nghĩa là tiêu vong. Khi đó, đặc trưng cá nhân, nhận thức của con người và đi kèm theo đó là toàn bộ trải nghiệm qua các kiếp sống trên trần thế của linh hồn đó đều bị phá hủy. Với mỗi kiếp sống mới, thần thức càng thu nhập được nhiều kiến thức và kinh nghiệm hơn, vì thế càng trở nên hoàn hảo hơn. Đó chính là quá trình tiến hóa của linh hồn. Vanga nói, khi con người chết đi thì chỉ là thân xác chết mà không phải là linh hồn. Linh hồn vẫn tiếp tục phát triển và đạt được trạng thái cao hơn. Quá trình này diễn ra kiểu như thế này. Đầu tiên bạn chết, giống như kẻ mù chữ. Sau đó là người có học. Tiếp đó là người có trình độ học vấn cao. Rồi tiếp sau nữa là nhà khoa học, vân vân. Đây chính là đường đi của linh hồn. Vậy linh hồn tái sinh vào cơ thể của đứa trẻ bằng cách nào? Theo Vanga, linh hồn đến từ bầu trời, từ không gian vũ trụ, theo tia sáng mặt trời và nhập vào đứa trẻ trong bụng mẹ. Đứa trẻ bắt đầu sống một cuộc sống độc lập, mặc dù dây rốn chưa cắt. Tia sáng này sẽ xuất hiện vào 21 ngày trước khi đứa trẻ chào đời. Chúng ta không thể biết chính xác linh hồn đến bằng cách nào, nhập vào cơ thể người ra sao. Nhưng nếu điều này không xảy ra, đứa trẻ sinh ra sẽ chết. Số phận và nghiệp báo. Người ta rất hay hỏi Vanga về nguyên nhân những thăng trầm của số mệnh, về việc vì sao bất hạnh dường như toàn dán vào người tốt và tránh người xấu. Họ còn hỏi nhà tiên tri rằng số phận phụ thuộc vào điều gì và liệu có thể thay đổi được nó hay không. Và Vanga đã trả lời những câu hỏi đó như sau. Mỗi người đến thế giới này cùng với số phận của mình, ai cũng sẽ nhận được cả điều tốt lẫn điều xấu. Vanga thấu hiểu những đau khổ của tất cả mọi người, nhưng bà không thể và không dám giải thích cho họ, vì có một giọng nói nghiêm khắc luôn cảnh báo rằng bà không được cố gắng giải thích mọi điều, bởi mọi người xứng đáng với cuộc sống đã được an bài của họ. Những gì bà dự đoán, xấu hay tốt, đều không thể thay đổi. Cuộc sống con người được trù định một lần và mãi mãi, và không ai có thể thay đổi nó. Vanga cho hay, nghiệp là kết quả của những hành động xấu và tốt mà một người đã thực hiện trong quá khứ, kể cả những kiếp trước. Linh hồn của một người khi tái sinh mang theo không chỉ những kiến thức và kinh nghiệm có được trong cuộc sống trần thế của mình, mà còn cả nguồn năng lượng tâm linh, lưu giữ thông tin về những hành động tốt và xấu đã làm trong các kiếp sống trước. Hồ sơ vũ trụ được mã hóa này cùng với linh hồn theo con người từ kiếp này sang kiếp khác. Nó được đặt trong trường năng lượng hào quang, bao quanh cơ thể tuy mỏng manh nhưng không thể phá hủy được của người đó. Khi linh hồn nhập vào phôi thai của con người tương lai, năng lượng nghiệp lực sẽ đóng vai trò tích cực trong việc hình thành cơ thể của bào thai. Và nếu một người gây ra những nghiệp nặng trong các kiếp trước, nếu kẻ đó mang đến cái chết và bất hạnh cho những người vô tội,
nghiệp chướng của anh ta có thể tạo thành một cơ thể tương lai bị dị dạng hoặc bệnh tật ngay từ trong bụng mẹ. Số phận tương lai của con người cũng được xác định theo cách tương tự. Nếu ai đó trong cuộc sống quá khứ đã sát hại người khác để chiếm đoạt tài sản, thì khi sang một kiếp mới, kẻ mang nợ nghiệp đó sẽ bị giết hại. Dù không nhất thiết sự báo thù đó sẽ do những người phải chịu khổ đau vì anh ta trong kiếp trước thực hiện. Ai lừa dối người khác thì chính mình cũng sẽ bị lừa gạt. Kẻ nào sống không trung thực chắc chắn sẽ trở thành nạn nhân của các vụ trộm cắp hay lừa đảo với những tổn thất không thể bù đắp nổi. Đó chính là luật nhân quả nghiệp báo. Hiện tượng Vanga trở thành độc nhất vô nhị vì bà có thể tiên đoán số phận không chỉ của những người trực tiếp tìm đến bà để nhờ giúp đỡ và tư vấn, mà còn của cả một đất nước và toàn thế giới. Không có nhiều nhà tiên tri đưa ra những lời tiên tri như vậy trong suốt lịch sử của nhân loại. Bản thân không chỉ đơn thuần là một nhà tiên tri, mà bà còn là một người sứ giả, để qua bà, các quyền lực tối thượng thông báo cho con người biết những bí mật của tương lai. Sẽ còn thú vị hơn khi hiểu được những gì bạn đã nói về tương lai của thế giới và của đất nước, cùng những điều bà đã khuyên bảo chúng ta. Nhờ hồi ức của những người đã trực tiếp được gặp bà, chúng ta có thể biết được những điều thú vị về thế giới nội tâm của nhà tiên tri Bulgari này. Với sứ mệnh là một sứ giả của quyền lực tối thượng tại trái đất, Vanga đã cung cấp cho loài người những dự báo, lý luận về thế giới vô hình, về những bí mật của trái đất và vũ trụ, về hình ảnh của Thượng Đế và các hóa thân. Bà cũng tiết lộ cho chúng ta biết được những bí ẩn mà người bình thường không bao giờ có thể biết được, như linh hồn và sự tái sinh, số phận và nghiệp báo, cái chết và kiếp sau, thậm chí là cả những tiết lộ về ngày tận thế của hành tinh này. Trên phương diện chính trị, những dự báo của Vanga về tương lai của nước Nga cũng khiến cho toàn thế giới phải sửng sốt. Cuối cùng, hướng về con người với sứ mệnh là một sứ giả của đấng tối thượng, bà đã đưa ra những câu trả lời thẳng thắn cho những câu hỏi mà loài người luôn phải đau đớn đi tìm lời giải đáp. Đó chính là: làm thế nào để trở nên hạnh phúc? Làm thế nào để trở nên khỏe mạnh? Tất cả những bí ẩn này được tổng hợp lại dưới ngòi bút của Anna Marianis và trở thành một cuốn sách hơn 300 trang dành cho toàn thể độc giả trên toàn thế giới. Những người có hứng thú với cái tên Vanga, cuốn sách có tên Nhà tiên tri Vanga và vũ trụ huyền bí.